Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ. Với 8 năm cung cấp các sản phẩm từ Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Shop 24 giờ luôn luôn lấy chất lượng làm uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm dành riêng cho các chị em phụ nữ. Đấy chính là cao sâm hoàng hậu hũ xứ 0,5 cân. Vâng, đây chính là một sản phẩm dành riêng cho chị em phụ nữ. Như các bạn cũng đã biết thì cao hồng sâm có thể dành riêng cho phụ nữ cũng như là cả nam giới, nhưng cao sâm hoàng hậu chính là một sản phẩm dành riêng cho nữ giới. Ngày trước thì sâm uh, chính là một loại thảo dược rất là quý với cái việc mà nuôi trồng rất là khắt khe. Sâm uh, phải được trồng ở nơi mát mẻ, không quá nóng cũng không quá lạnh, độ ẩm phải vừa đủ và sâm phải trồng được đủ 6 năm để phát huy hết các cái dưỡng chất cũng như là dễ xâm được phát triển thì mới được thu hoạch và khi mà thu hoạch xong thì các vị thái y sẽ phải chế biến cũng như là phải trưng cất trong một thời gian rất dài và công phu thì mới ra được cao hồng sâm để giúp các quý phi cũng như hoàng hậu bồi bổ, bổ sức khỏe và làm đẹp nhưng ngày nay với công nghệ khoa học hiện đại thì nhờ sự nghiên cứu của các nhà khoa học thì cao hồng sâm đã được chế biến một cách rộng rãi và phổ biến giúp việc làm đẹp cũng như là cả bảo vệ sức khỏe của chị em phụ nữ chúng ta không còn quá là khó khăn nữa và tại vì sao ngọc hoa lại nói cao hồng sâm hoàng hậu lại là một sản phẩm dành riêng cho chị em phụ nữ nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như cải thiện sắc đẹp thì ngọc hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của cao hồng sâm hoàng hậu nhé. Vâng và đối với những cô những bác hay là các chị đang bị mắc bệnh tiểu đường khi chúng ta sử dụng cao sâm hoàng hậu sẽ giúp chúng ta giảm lượng đường trong máu bởi trong cao hồng sâm hoàng hậu có thành phần saponin giúp loại bỏ hợp chất alosan và stiptozin nên sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ chúng ta bị mắc bệnh đái tháo đường. Và ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu sẽ giúp chúng ta bổ sung canxi và tăng cường hoạt động cho não. Nên đối với những ai mà đang làm việc văn phòng, các chị em phụ nữ làm việc nghề kế toán hay ngân hàng, làm việc với giấy tờ nhiều, cần tập trung cao độ và làm việc trong môi trường căng thẳng thì chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu giúp chúng ta tăng cường trí nhớ để chúng ta có hiệu quả công việc tốt hơn. Vâng và phải nhắc đến đấy là trong cao hồng sâm hoàng hậu thì có thành phần đương quy. Vâng, đương quy được ví là nhân sâm của phụ nữ bởi khi chúng ta sử dụng đương quy sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn, cải thiện cơ thể và điều hòa cơ thể phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh cũng như là sau mãn kinh. À, đối với chị em phụ nữ chưa đến giai đoạn đó thì sao ạ thì nó sẽ giúp chúng ta điều hòa kinh nguyệt của chúng ta và giảm chứng thống kinh tức là những cơn đau bụng hoặc là đau lưng khi mà chúng ta đến kỳ kinh nguyệt đấy chính là một nỗi sợ hãi dành cho chị em phụ nữ chúng ta khi chúng ta bị kinh nguyệt đúng không ạ và khi mà nói đến phụ nữ chúng ta thì quan trọng nhất đấy chính là một làn da sáng đẹp mịn màng vâng khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu thì trong ca hồng sâm hoàng hậu có tinh chất mật ong và hà thủ ô sẽ giúp chúng ta à, trẻ hóa làn da giúp da mịn màng căng bóng làm đen và mượt tóc cũng như là tăng cường hóc môn nữ estrogen khiến đời sống chăn gối của vợ chồng chúng ta ngày một êm ấm hơn và đặc biệt nữa là trong ca hồng sâm hoàng hậu có thành phần giúp làm loại bỏ các gốc tự do như các bạn nhé các gốc tự do chính là một trong những nguyên nhân gây ra lão hóa một cách nhanh chóng, không chỉ là lão hóa ở trong cơ thể chúng ta mà còn lão hóa ở da, ở tóc. Chính vì vậy khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu nhờ tác dụng loại bỏ các gốc tế bào tự do đấy nên là chúng ta sẽ kéo dài được tuổi thanh xuân, kéo dài được tuổi thọ của chúng ta nhờ chống lão hóa một cách hiệu quả và phải nói đến là những ai mà um, chúng ta đang có nguy cơ mắc uh, các bệnh về sơ vữa động mạch vành thì khi chúng ta sử dụng ca hồng sâm hoàng hậu nhờ thành phần saponin giúp làm giảm cholesterol và triglyceride ở trong uh, máu của chúng ta nên là sẽ giảm các nguy cơ về bệnh sơ vữa động mạch vành, máu nhiễm mỡ hay là điều hòa huyết áp cho cơ thể Vâng, và không chỉ là đối với các anh nam giới thường xuyên phải tiếp khách rượu bia thì chức năng gan mới kém, mà chị em phụ nữ chúng ta cũng có người bị chức năng gan kém thường xuyên bị viêm gan sơ gan hay là gan nhiễm mỡ đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu, nhờ hợp chất saponin ở trong cao hồng sâm hoàng hậu giúp kích thích hoạt động enzyme nên uh, giúp tăng cường chức năng gan, giải độc gan và làm mát gan. Và khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu thường xuyên Thì sẽ giúp cơ thể chúng ta điều tiết một cách nhịp nhàng Nên là giúp cơ thể luôn luôn trong trạng thái là thư giãn, thoải mái và tinh thần minh mẫn hơn Vậy làm thế nào để sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu hữu sứ 0,5 cân một cách hiệu quả nhất Thì các chị em phụ nữ hãy cùng nghe Ngọc Hoa hướng dẫn nhé Vâng đây chính là hũ hộp cao hồng sâm hoàng hậu hú sứ 0,5 cân Các bạn có thể nhìn thấy trên mặt hộp sẽ là một bức tranh được minh họa này Ở Đây chính là củ nhân sâm này Đấy, một bức tranh được chạm khắc nổi luôn các bạn nhé Chứ không phải là chìm nhé, được chạm khắc nổi luôn này Và phía bên cạnh đằng trước của hộp thì sẽ có một cái nút khóa hình con rùa Trên mai con rùa cũng được chạm khắc và có vân màu đỏ Các bạn nhìn rõ ở thân khóa thì sẽ là những họa tiết hoa văn và nó rất là chắc dưới cái khóa mai hình con rùa này thì sẽ là một bức tranh về một chú chim và cây hoa đây nó cũng được chạm khắc nổi luôn các bạn nhé chứ không phải là chìm hộp cao hồng sâm Hũ sứ hoàng hậu của chúng ta thì sẽ là hộp mà gồm có 8 cạnh tám cạnh bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng tám cạnh đây vâng và dưới đáy sẽ là một văn tự bằng tiếng Hàn Quốc cổ phía đằng sau của hộp thì sao nó sẽ là gồm hai bản lề các bạn nhé hai bản lề các bạn có thể nhìn thấy các đường xoắn của bản lề này hai bản lề cũng màu vàng dưới bản lề sẽ là một tờ hướng dẫn sử dụng cũng như là trọng lượng là 500 gram này à, các thành phần bên trong và hạn sử dụng của sản phẩm các bạn có thể nhìn thấy ở thân của hộp sẽ là màu gỗ gồm có 8 vân gỗ nhé Đấy, các bạn nhìn rõ Vân gỗ được đổi màu liên tục Và sau đây chúng ta sẽ cùng mở cái hộp mà cao hồng sâm hoàng hậu 0,5 cân ra nhé Trên nắp này bạn cũng sẽ nhìn thấy các văn bản chữ Hàn Cổ nhá Đây, và chúng ta nó sẽ có một vài lụa vàng này Tấm lụa vàng này để chúng ta có thể bọc mở nắp ra này và sẽ có thìa chúng chúng ta đong. Đây chính là hũ cao hồng sâm hoàng hậu 0,5 cân của chúng ta. Đây và bên trong các bạn cũng sẽ nhìn thấy xung quanh tám cạnh của hộp cũng đều có chữ hàn cổ và ở dưới này sẽ là một lớp để chống sóc cho hũ cao hồng sâm hoàng hậu của chúng ta không bị vỡ. Đây chính là hũ cao hồng sâm hoàng hậu 0,5 cân của chúng ta Ở trên nhá các bạn sẽ ở trên nắp các bạn sẽ nhìn thấy này đây là biểu tượng logo của nhà sản xuất hai bên là sẽ có hai con rồng và tem niêm phong hai đầu từ thân đến nắp này và xung quanh của hộp này hũ này sẽ có màu ngọc bích này các bạn nhìn thấy đường vân này nhá các bạn nhìn thấy đường vân chưa rất là đẹp tinh xảo Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cái nắp hộp này ra nào đấy. Bên trong sẽ là một tờ giấy văn phạm Chữ Hàn Cổ này Và nó cũng sẽ có một lớp giấy bạc được bọc kín Các bạn nhìn này, đấy Cái này rất là kín luôn Chúng ta bóc rất là khó à, Ngọc Hoàng sẽ bóc ra cho các bạn xem Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bóc ra này Đấy, các bạn nhìn thấy màu cao chưa? bây giờ ngọc hoa sẽ pha thử cho các bạn xem nhé chúng ta sẽ để tầm lụa này lên đây à, chúng ta sẽ pha như thế nào ạ một ngày thì chúng ta sẽ dùng hai lần các bạn nhé mỗi lần thì chúng ta pha một thìa cao này thôi đây là cái cốc của ngọc hoa này à, bây giờ chúng ta sẽ lấy một thìa cao này Đấy. các bạn nhìn thấy độ đặc sệt chưa đây là cao dạng lỏng nha các bạn nhé Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là độ đặc sệt của cao này Sau đó chúng ta sẽ đổ từ 50 đến 70ml nước ấm vào Các bạn nhìn thấy này khi chúng ta đong nắp vào nhé Là rất kín bởi vì ở dưới cái lớp nắp này là họ làm như dạng một lớp mút Để có thể hút chặt Nên là không bao giờ chúng ta sợ là khi mà chúng ta mở ra thì sẽ bị kiến dán hay là sẽ bị bay mất mùi xâm hay hỏng mà chúng ta cứ thế chúng ta nhớ là đừng vứt cái tờ giấy này đi nhé các bạn nhé đấy các bạn nhìn này tờ giấy nó cũng có lớp mút này bây giờ ngọc hoa sẽ lấy nước pha vào cho các bạn vì ngọc hoa lấy là chưa đầy một thìa đấy nên là ngọc hoa sẽ chỉ lấy một ít nước thôi còn như các bạn lấy đầy một thìa này các bạn sẽ pha từ 50 đến 70 ml nước nhé sau đó ngoáy đều lên này Đến khi nào tan hết cao hồng sâm thì thôi các bạn nhìn này Đấy Đấy, Đấy. Cao hết tan hồng sâm Mỗi một ngày thì chúng ta nên uống hai lần Và buổi sáng và buổi chiều các bạn không nên uống vào buổi tối Và có thể uống trước ăn từ 15 đến 20 phút hoặc uống sau ăn đây chính là chén nước cao hồng sâm của chúng ta. Các bạn nhìn lên nhá là sẽ thấy là chén nước có màu hơi ánh hồng. Đấy. Đấy, bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái tấm lụa này của chúng ta thì có mục đích gì và nó sẽ sử được sử dụng như thế nào. Đây, chúng ta sẽ cho lọ cao hồng sâm hoàng hậu này vào trong hộp của nó. Đấy, sau khi cho vào trong lọ này các bạn sẽ để cùng với cái thìa này vào đây. Đậy nắp vào đã này để tránh không bị xê dịch nhét thìa vào. Sau đó chúng ta đậy xuống. Đấy, đậy nắp xuống. Vậy tấm vải này chúng ta sẽ có tác dụng gì? Bọc ngoài các bạn nhé. Bạn nhìn chưa? Một màu vàng rất là sang trọng. Giống như là những bộ phim Hàn Quốc các bạn thấy là dù họ có đem tặng hoa quả hay bất cứ một cái gì họ cũng đều bọc một tấm lụa vàng ở bên ngoài. Này. đó các bạn thấy không Đấy. vâng vậy là ngọc hoa vừa mới giới thiệu cho chị em phụ nữ chúng mình nghe những công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng rất là tuyệt vời của cao hồng sâm hoàng hậu vũ xứ 0,5 cân với phương châm của chúng tôi chất lượng là uy tín nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn cũng như là chính gia đình của bạn và đó cũng chính là kim chỉ nan để giúp cho Cora Shop 24 giờ uh, tạo nên uy tín của mình trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm vừa qua. Làm cách nào để chị em có thể có một làn da đẹp, có thể có một cơ thể khỏe mạnh? Đấy chính là những điều mà Cora Shop 24 giờ luôn chăn trở và chính vì vậy nên chúng tôi mới giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm cao hồng sâm hoàng hậu, chính là sản phẩm dành riêng cho chị em phụ nữ chúng mình. Và với phương châm của Cora Shop 24 giờ chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn có những chính sách cam kết cho khách hàng. Thứ nhất, là khi các bạn đặt hàng nếu như bạn ở Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ giờ kể từ lúc các bạn đặt hàng tức là một ngày các bạn nhé. Và nếu như các bạn ở ngoại thành Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày các bạn đặt hàng và Cora Shop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn 24 trên 24. Đó chính là điều đặc biệt ở Cora Shop 24 giờ. Vâng, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn 24 trên 24. À, không chỉ là về sản phẩm cao hồng sâm hoàng hậu hũ xứ 0,5 cân mà còn về chế độ dinh dưỡng cũng như về um, cách thức tựa, tập luyện làm sao để bạn có thể cải thiện được sức khỏe của bạn hay cũng của chính người thân trong gia đình bạn và đặc biệt hơn nữa là uh, chúng tôi cam kết trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng kể cả bạn đã bóc hàng ra sử dụng rồi nếu như bạn kiểm tra hàng mà bạn nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa vừa mới nói thì các bạn được phép hoàn trả hàng và bồi thường ngay lập tức ạ. Vâng, các bạn nhớ là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng nhé, bạn có quyền kể, kể cả bạn bóc ra, bạn sử dụng rồi và nếu như bạn phát hiện là sản phẩm mình nhận không đúng với những gì video này bạn xem thì bạn được phép đổi trả hàng ngay lập tức và chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền lại cho bạn ngay lập tức nhé. À, vâng, vậy thì làm thế nào để bạn có thể uh, đặt hàng tại Cora Shop 24 giờ đây? Thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn ba cách rất đơn giản. Thứ nhất, hãy gọi vào số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn về sản phẩm cao hồng sâm hoàng hậu hũ xứ 0,5 cân cũng như là các chế độ về dinh dưỡng tập luyện cho chính bạn. Cách thứ hai là bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video này. Ở đó có đường link và bạn hãy kích vào đường link đó, bạn sẽ truy cập được vào website shop 24 h com và bạn có thể đặt mua hàng ngay tại website. Cách thứ ba là hãy tới siêu thị Hàn Quốc shop 24h tại Hà Nội thì bạn sẽ nhận được rất nhiều các phần quà cũng như ưu đãi đặc biệt từ siêu thị Hàn Quốc shop 24h. Vâng vậy là chỉ với ba cách đơn giản đó thôi là bạn có thể uh, sở hữu trong tay mình một hũ uh, sứ 0,5 cân cao hồng sâm hoàng hậu để giúp cho chúng mình có dáng đẹp hơn làn da đẹp hơn mái tóc đẹp hơn hay là đơn giản chỉ là cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại bạn ở video sau ngọc hoa kính chúc cho bạn cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an cảm ơn các bạn để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm cao hồng sâm Hoàng hậu Hàn Quốc, các bạn hãy ấn vào danh sách phát phía bên phải của Ngọc Hoa và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới cùng quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất về các video tại Cora Shop 24h. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành theo dõi và quan tâm Cora Shop 24h.